Ok, xin chào anh em. Đây là chiếc xe đạp thống nhất phiên bản The Flash, phiên bản đặc biệt chỉ có 200 chiếc ở thị trường Việt Nam. Như vậy thì chiếc xe này có gì đặc biệt? Mời anh em cùng xem video ha. Về tổng thể thiết kế, các bạn sẽ thấy có một sự kết hợp rất ăn ý giữa một thương hiệu xe đạp nội địa đã có mặt tại thị trường Việt Nam hơn 60 năm và một thương hiệu quốc tế, đó chính là nhân vật The Flash trong siêu vũ trụ DC các bạn ha. Tại sao mà có sự kết hợp nó hay ho như vậy? Nhân vật The Flash á, trong phim là một người rất là nhanh, tức là có khả năng di chuyển tức thì chắc chắn là với một mong ước đưa chiếc xe đạp này phóng nhanh hơn, đi xa hơn các bạn ha. Chiếc xe có hai cái màu chủ đạo, đó là đỏ và màu vàng, cũng chính là cái bộ trang phục mà nhân vật The Flash trong phim hay sử dụng, và cũng rất là trùng hợp cũng là màu của lá cờ Việt Nam. Trên cái khung xe này có những cái dòng chữ ở đây cho thấy rằng có một sự kết hợp chính thức giữa hãng Warner Bros và xe đạp thống nhất. Ok, mình sẽ bắt đầu đi vào chi tiết những cái bộ phận trên chiếc xe này. Thì cái phần quan trọng nhất của chiếc xe chính là phần khung. Khung của chiếc xe đạp The Flash đặc biệt này là được làm bằng thép, cũng khá là vừa tay, không có nặng và cũng không nhẹ. Cái phần hoàn thiện các chi tiết ở trên đây á khá là tốt, tuy nhiên sẽ có một số cái chỗ nhỏ thôi, rất nhỏ thôi, sẽ hơi nhô nhô lên một chút, và một số mối hàng á không có được chỉnh chu 100%. Tuy nhiên mình thấy ở một mức giá 4 triệu đồng thì như vậy là đã rất là tốt rồi ha. Cái bộ phận quan trọng thứ hai của xe đạp đó chính là cụm cùi đề, thì sẽ được sản xuất bởi một hãng LTWU A2, một sản phẩm cùi đề của nước ngoài, trong khi gần như tất cả các bộ phận của xe đạp là do thống nhất sản xuất, từ khung, tay cầm, yên, vành xe. Riêng cụm cùi đề thì nó khá là quan trọng, tại vì nó liên quan tới việc điều khiển chiếc xe, cho nên hãng đã chọn cái bên thứ ba sản xuất. Mình đánh giá rất là nhanh, thấy cái việc là chuyển đổi các cái lip và dĩa khá là trơn tru. Nhân tiện nói về một cái bộ phận sản xuất nước ngoài nữa, thì nó còn có bộ lốp này sản xuất bởi Kenda, khá là có tiếng của Đài Loan. Nói tiếp về bộ truyền động của xe thì sẽ có 7 lip và một dĩa, hiển nhiên rồi, tại vì mức giá của nó chỉ ở mức là 4 triệu đồng mà thôi. Ngoài ra, dù ở cái tầm giá khá là bình dân như vậy, nhưng mà xe cũng được trang bị hai chiếc thắng đĩa. Mình vẫn chưa biết thắng này là thắng thủy lực hay là thắng cơ, tuy nhiên khi mà có chạy thử thì cái khả năng bóp phanh trơn tru không có tới một mức hoàn hảo, nhưng mà vẫn ok. Mình nói tiếp tới cái phần bánh xe, kích thước 700x32c ở cái mức vừa các bạn ha, không to và không nhỏ. Mình sẽ nói sơ về một số chi tiết ở trên xe, ví dụ như chiếc xích xe hoặc là gọi là sơn xe đó, có cái màu vàng, và màu vàng này màu vàng gold ha, cảm giác như tạo thêm tốc độ cho chiếc xe, đó là cái cảm giác của mình các bạn ha. Và một cái điểm rất là vui đó là trên căm xe sẽ có như hai cái chi tiết trang trí này. Dĩ nhiên nó đóng một cái vai trò về an toàn, có nghĩa là khi các bạn đi đêm á thì những chi tiết này nó sẽ làm cho xe bật lên và mọi người xung quanh có thể thấy chiếc xe này. Tuy nhiên nhìn chiếc này thì mình rất là nhớ tới những cái xe hồi nhỏ, thời học sinh sinh viên mình vẫn đi, một cái nét trang trí rất là Việt Nam. Ngoài ra cái màu vàng này nó cũng xuất hiện trên cái bạn đạp, là cũng là một yếu tố an toàn để người phía sau người ta có thể nhìn thấy chiếc xe của mình. Đó là những đánh giá rất là nhanh của mình sau khi mới nhận chiếc xe hồi chiều. Tinh tế sẽ có những cái bài đánh giá sâu hơn về chiếc xe này. Tuy nhiên cảm nhận nhanh của mình với tầm giá 4 triệu đồng thì đây là một chiếc xe ổn, và đối với một số người nó sẽ hơi màu sắc một chút, cho nên xe này sẽ hợp với một số các bạn học sinh, sinh viên. Còn người lớn như mình thích màu đỏ có thể mua về, và các bạn có thể tùy biến một số cái chi tiết ở trên này phù hợp với cá tính của mình hơn. Tuy nhiên cái thứ mà mình cảm thấy thích trên chiếc xe này đó là một cái thương hiệu xe thống nhất của Việt Nam đã xuất hiện từ trước ngày thống nhất, kết hợp với một thương hiệu quốc tế là DC của Warner Bros. Đó là điểm mà mình cảm thấy đáng ủng hộ cho một thương hiệu xe Việt Nam có một sự kết hợp với toàn cầu. Ok, cảm ơn các bạn đã theo dõi và mời các bạn đón xem những cái video tiếp theo trải nghiệm sâu hơn về chiếc xe này ha.